Tôi muốn cô tự nói ra, hay để tôi tự nói. Phu nhân à, tôi muốn nhận lại con gái của mình ngay lập tức. Cô mau tìm cách nói với nó đi. Hay là cô muốn tôi tự nói ra? Kêu Sơ Chi An đừng tới làm việc nữa. Ông nên tôn trọng và ăn nói nhỏ nhẹ với con gái của tôi. Con gái của bà hả? Đưa cái này cho nó. Mẹ đang có chuyện muốn nói với con. Để sau nha, để sau nha mẹ. Con tính đi đâu vậy? Dạ đi làm thêm. Mẹ nói không cần làm mà. Mẹ ơi con đi nha. Ân sớt con gái của mình. Em đã tìm được ân sớt rồi. Em nói tìm được ân sớt. Chúng ta đi gặp ân sớt đi. Bây giờ nó sống thế nào? Cô chủ à, cô về rồi hả? Hỏi thăm Minh à, họ đang nói chuyện gì vậy? Ân sớt là ai vậy gì? Là chị của cô chủ đó. Tìm được ân sớt rồi sao? Dạ, nhưng mà với mẹ đang cãi nhau đó. Bây giờ anh mau về nhà đi anh. Anh biết rồi.